không hề có lỗi vì quỳ. Văn Chương trả bóng lại và đó là một tình huống mà các cầu thủ U21 Bangkok Bình Dương đã không có được sự tập trung cao độ. Khi mà trọng tài xác định phép lợi thế thuộc về U21 Hà Nội thì các cầu thủ U21 Bangkok Bình Dương đã có những sự thiếu tập trung để rồi U21 Hà Nội thoát xuống và ghi bàn. Như vậy đó là bàn thắng hợp lệ dành cho U21 Hà Nội. Trong khi các cầu thủ U21 Hà Nội đã từng có 5 lần đăng quang và là đội bóng đăng quang nhiều nhất cùng với số 21 Bùi Vĩ Hào và số 31 Vũ Đức Duy. Như vậy là một trận đấu đã được bắt đầu. Các cầu thủ U21 Hà Nội là những người trong trang phục màu vàng ở bên khung thành phía bên tay phải mảnh quý vị, với trang phục xanh tím đó là các cầu thủ U21 Bangkok Bình Dương. U21 Bangkok Bình Dương đang có sự nhập cuộc khá tốt. Đó là một cú căng ngang rất nguy hiểm, bóng đi sát xa khung thành. Vẫn là một sự tập trung rất cao độ đến từ thủ thành Quang Văn Chủng. Rất mạnh. Tiếp tục lần này là một tình huống đóng bóng nữa của Quang Văn Chủng. Lợi thế không vào. Cú đá rìa vòng cấm rất nguy hiểm. Đúng là khả năng phản xạ tuyệt vời đến từ Quang Văn Chuẩn đã cứu cho U21 Hà Nội một tình huống sóng gió, cũng có thể là dẫn đến bàn thắng. Phát triển hơn nữa nền bóng đá trẻ, như vậy mà chúng ta đã thấy thường xuyên giải đấu được mang đến ở nhiều khu vực khác nhau. Đó là một cú đá rất nguy hiểm và bóng đã bật vào cột dọc. Những miếng đánh của U21 Hà Nội bắt đầu lợi hại hơn rất nhiều. Còn đây là cơ hội trước đó của đội bóng áo vàng. Pha dứt điểm quá khéo léo. Không ai khác, đó vẫn là đường truyền của Văn Tùng. Không chỉ xuất sắc trong khâu ghi bàn, Văn Tùng còn có đóng góp rất quan trọng trong đó là tình huống phạm lỗi nhưng vẫn là phép lợi thế dành cho U21 Hà Nội. Đường truyền quá sâu, vẫn còn. Không hề có lỗi vì quỳ. Văn Chương trả bóng lại và đó là một tình huống mà các cầu thủ U21 Bangkok Bình Dương đã không có được sự tập trung cao độ. Khi mà trọng tài xác định phép lợi thế thuộc về U21 Hà Nội thì các cầu thủ U21 Bangkok Bình Dương đã có những sự thiếu tập trung để rồi U21 Hà Nội thoát xuống và ghi bàn. Như vậy đó là bàn thắng hợp lệ dành cho U21 Hà Nội. Khó khăn đang đến rất lớn với U21 Bangkok Bình Dương, người đã nỗ lực bắn xuống và thực hiện đường truyền vào trong, đó là Văn Trường. Rất nhanh, người đã thoát xuống và ghi bàn đó là Ngô Sĩ Chinh. Đường truyền rất vừa tầm đội của Nguyễn Văn Trường. Hà Nội có bàn mở tỷ số. Người lập công là cầu thủ mang áo số 51 Ngô Sĩ Trinh. Bây giờ thì U21 Bangkok Bình Dương sẽ buộc phải thay đổi cách chơi. Đây là trận đấu chung kết và họ đã bị dẫn trước. Cú đá của Nam Trường không vào. Pha xử lý quá hay. Phạm Văn Đông Điền cũng đã có một tình huống cản phá xuất sắc. Số 6 Nguyễn Nam Trường đang là cầu thủ thể hiện nổi bật nhất trên sân lúc này. Anh đã thường xuyên tham gia tấn công và hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời. Bên cạnh đó là những pha xuyên phá và cú đá rất đẹp vừa rồi. Đánh đầu.
Pha chuyền bóng bằng má ngoài rất đẹp của anh Tú. Nam Trường, Văn Trường, Văn Trường, cú đá ra ngoài. Một pha phối hợp quá hay của các cầu thủ U21 Hà Nội, nhưng rất tiếc là ngôi sao áo số 7 Nguyễn Văn Trường trong một pha thoát xuống và xử lý kỹ thuật. Nhưng anh đã đá bóng ra ngoài ở một cự ly rất gần. Nếu như bóng đi hướng vào khung thành thì khả năng dẫn đến bàn thắng là rất cao, nhưng quá tiếc cho số 7 của U21 Hà Nội. Rất tốt, Văn Trường. Điều chuyện hay, đánh đầu. Quá khó tin cho cơ hội vừa rồi. Đó là Nguyễn Văn Trường. Số 7 đã lao xuống và đồng đội đã đưa bóng đến ngay vị trí của anh. Chúng ta vẫn hay gọi đó là đường chuyền dọn cổ. Nhưng lần này thì Văn Trường đã từ chối món quà mà đồng đội trao cho. Chúng ta thấy là Văn Tùng đã phải tiếc nuối như thế nào. Đường chuyền quá hay, quá đẳng cấp đến từ Trần Văn Thắng. Có thể nói là đường chuyền tuyệt hảo của đội trưởng áo số 12. Và treo bóng thẳng vào vòng cấm. Rất nguy hiểm. Rất may mắn là tình huống vừa rồi thì Quang Văn Chuẩn vẫn còn đó sự tập trung để có thể đẩy bóng đi vọt xa. Bóng đi đập đất cực kỳ khó chịu. Với chiều cao 1m80 thì Quang Văn Chuẩn đã kịp đẩy bóng đi vọt xa.